Đây là lần thứ 6 trong lịch sử mà đội tuyển nữ Anh có mặt tại một vòng chung kết World Cup nữ và cũng là lần thứ 6 liên tiếp họ vào đến bán kết của giải đấu bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thấy lý do mà giới chuyên môn luôn đánh giá đại diện xứ sương mù là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, công bằng mà nói, khi xem lại màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Whitman ở hai trận knockout vừa qua trước Nigeria và Colombia, thì những đánh giá trên phần nào lại giảm đi đáng kể. Lý do là bởi đội tuyển nữ Anh của hiện tại đang khiến cho người hâm mộ có cảm giác họ thi đấu một cách chệch chọc, không đúng với vị thế vốn có. Và nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ của đội tuyển nữ Pháp ở trận đấu vừa qua, thì đoàn quân của huấn luyện viên Whitman cần phải là chính mình. Trận đấu càng kéo dài thì những người chịu thiệt hơn chỉ là đội tuyển nữ Anh mà thôi, bởi họ phải đối mặt với hàng vạn người hâm mộ của đội bóng chủ nhà. Sự thiếu vắng Lauren James cũng trở thành một thiệt thòi lớn đối với lối chơi tấn công của Tam Sư. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà Australia tiếp tục viết tiếp lịch sử cho riêng mình, khi họ đã có lần đầu tiên góp mặt vào bán kết tại một kỳ World Cup nữ. Đội bóng của huấn luyện viên Gustafsson trải qua loạt luân lưu cân não khi phải cần tới 10 lượt sút để giành chiến thắng chung cuộc trước đội tuyển nữ Pháp. Hiện tại, Australia là đội bóng duy nhất của châu Á giành vé bán kết. Thế nhưng Australia không được nghỉ ngơi trên chiến thắng bởi cơ hội để họ vào đến trận chung kết World Cup lần này sẽ không phải là chuyện dễ khi đối thủ là nhà đương kim vô địch châu Âu. Dẫu vậy, người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Gustafsson vẫn có thể nghĩ về một kịch bản tốt nhất dành cho đội bóng con cưng. Theo đó, nếu cố gắng chơi thủ hòa suốt 120 phút thi đấu để ép Anh phải đi đến loạt luân lưu đầy may rủi, thì cơ sở để đội tuyển nữ Australia đi tiếp không phải là không có. Thêm vào đó, chủ công Sam Kerr tuyên bố sẽ đá chính trong trận tới đây. Trong trận tứ kết, kể từ khi xuất hiện, Sam Kerr đã in dấu ấn vào lối chơi tấn công của Australia, giúp các đồng đội tự tin và thi đấu biến hóa hơn. Mặc dù đội tuyển nữ Anh có thừa kinh nghiệm cũng như khả năng chinh chiến vượt trội, nhưng đội tuyển nữ Australia đang vào form. Ở những trận đấu quan trọng như vậy, mọi thứ đều không dễ dàng cho cả hai đội. Nhìn lại thành tích đối đầu trong quá khứ, hai đội có thành tích đối đầu rất cân bằng, khi mỗi đội cùng có hai chiến thắng và một trận hòa. Thể thao 5.1 dự đoán Anh sẽ là đội đi tiếp. Dự đoán trận đấu sẽ có 2-3 bàn thắng. Chúc các anh em may mắn.